các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 3. Nếu kiếp này bạn ăn uống thanh đạm thì bạn sẽ được đền bù kiếp sau. À, nhân và quả trong kiếp quá khứ, hiện tại và tương lai. Hỏi, tôi chưa có con, sau khi chết, không biết tôi sẽ để lại được tài sản từ việc tu tâm tích đức của tôi cho ai? Đó là nguyên nhân vì sao tôi đang hưởng thụ cuộc sống rất xa hoa hiện nay. Tôi không quan tâm đến những gì xảy ra đối với tôi sau khi chết. Triết lý về đạo đức của tôi bây giờ là phải tự mình tận hưởng những cái của mình. Đáp, như vậy thì thật là tệ. Linh hồn của bạn không bao giờ được sinh ra và không bao giờ chết đi. Nó tồn tại vĩnh viễn. Một khi bạn đến với thế giới này, bạn sẽ quay trở lại làm người sau khi chết. Chúng ta quay trở lại không chỉ một lần, mà hàng nghìn lần, thậm chí hàng triệu lần. Vòng quay này được lặp lại vô tận. Con người có nhân quả, ích ga hoặc karma nghiệp. Chú thích: karma nghiệp là luật nhân quả. Trong tiếng Nhật, karma được gọi là inga, tức nhân quả. Hết chú thích. In có nghĩa là nhân và ga có nghĩa là quả. Nếu bạn gây ra một việc xấu trong kiếp sống hiện tại, tới một lúc nào đó, bạn sẽ chịu hậu quả. Nếu bạn làm một việc tốt và tu tâm tích đức, thì điều đó sẽ đến với bạn trong tương lai. Tâm đức hiện tại tạo ra tương lai hạnh phúc và an nhàn cho bạn trong tương lai. Tuy nhiên, nếu là một việc xấu trong kiếp này và hủy hoại ân phước của bạn, bạn sẽ đau khổ trong cảnh giới tiếp theo. Những người như bạn chỉ giữ được thân xác khi được tái sinh, nhưng không nhận được vận may của trời. Họ không thể hưởng một cuộc sống xa hoa mà họ đã bỏ lại phía sau. Họ không có một xu, vì thế cho nên tất cả đều phụ thuộc vào những gì mà bạn làm trong cuộc sống hiện tại. Nếu rất khiêm tốn, nghiễm nhiên bạn sẽ trở thành một Bồ Tát. Nếu bạn không tự cứu bản thân bạn, thế thì ai là người thực sự có thể cứu bạn đây? Tôi bàn về khiêm tốn trong ăn uống và trong tất cả những thứ vật chất khác. Nếu thực hiện những điều này, thì đó chính là sự trợ giúp hết sức to lớn cho bạn trong hiện tại và tương lai. Đây không phải là ý tưởng riêng của tôi, mà từ những lời giáo huấn của Đức Phật. Bạn nên đến với các vị chân sư và lắng nghe kỹ hơn những gì họ nói. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha, 问什么的说